Sáng ngày 19 tháng 3 tại Điện Biên, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiến hành phiên phúc thẩm xem xét đơn kêu an của bị án Trần Thị Hiền, sinh năm 1975, mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại vào dịp Tết năm 2019, và Vi Thị Thu, sinh năm 1982, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình xét hỏi của hội đồng xét xử, bị án Trần Thị Hiền liên tục có diễn biến xấu về sức khỏe, cần phải đưa đi kiểm tra y tế. Ngày 19 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản hòa tốc về việc tạm dừng thu phí dự án xây dựng đường nối đường cao tốc nội bài Lào Cai đến Sapa theo hình thức hợp đồng BOT do không đảm bảo điều kiện sẽ áp dụng đến ngày 10 tháng 4 năm 2024. Ngày 19 tháng 3, Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của 4 đối tượng này là hỏi mua mặt hàng giá trị thấp và thanh toán bằng tiền mệnh giá cao để người bán hàng phải trả lại số tiền thừa. Sau khi người bán hàng lấy tiền trong túi ra, các đối tượng sẽ phân chia nhiệm vụ để khiến nạn nhân mất cảnh giác và lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Dự án nút giao IC13 cao tốc nội bài Lào Cai được chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Đây là dự án quan trọng giúp việc di chuyển từ các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc tới một số địa phương của Yên Bái sẽ gần và thuận tiện hơn. Ghi nhận của phóng viên Lao động vào ngày 18 tháng 3 tại công trường xây dựng đường nút giao IC13 nối với cao tốc nội bài Lào Cai. Dù trời có mưa nhỏ, nhưng các công nhân vẫn đang thi công, vận hành máy móc để đưa dự án hoàn thành kịp tiến độ. Tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra tại nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Lý giải nguyên nhân việc có nhiều thí sinh dự tuyển, tuy nhiên vẫn chưa tuyển đủ trí tiêu, bà Bùi Thị Kim Tuyến, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình cho biết, việc này đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó có khá nhiều thí sinh bỏ thi, đặc biệt ở vị trí giáo viên bộ môn tin học trắng bảng, không có thí sinh dự tuyển và vị trí giáo viên bộ môn giáo dục quốc phòng cũng kém thí sinh.